Thưa quý vị, Bộ Tài chính yêu cầu có giải pháp đồng bộ để các cửa hàng xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng và xử lý nghiêm theo quy định trường hợp không thực hiện. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với cơ quan thuế địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nắm bắt thực trạng đáp ứng việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, có các giải pháp đồng bộ để các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng và xử lý nghiêm theo quy định trường hợp không thực hiện. Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới về hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu nói riêng nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định. Các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp để hoạt động thông quan cuối năm được nhanh chóng, thuận tiện và không để hàng hóa xuất khẩu ùn ứ. Trong khi đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn được dự kiến sẽ tăng mạnh trong tháng 12. Để thông quan nhanh, lực lượng hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã tăng giờ làm, phân công cán bộ hướng dẫn phân luồng xe hàng, hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thủ tục hải quan và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn chủ yếu là nông sản, thiết bị, máy móc, hàng tiêu dùng. Thời điểm cuối năm, dù khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng khoảng 20% so với các thời điểm khác trong năm, nhưng hoạt động thông quan vẫn diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 130% so với cùng kỳ của năm trước. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Văn Hưởng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương khởi tố và bắt tạm giam. Hưởng từng là bảo vệ kiêm lái xe tại Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện. Hưởng đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng, nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng. Với chiêu bài vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra, đối tượng đã liên tiếp thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, một người phụ nữ đã chuyển cho đối tượng vay với tổng số tiền là hơn 8,7 tỷ đồng. Đến thời hạn trả nợ, Hưởng đưa ra hàng loạt lý do để xin gia hạn. Tuy nhiên, trong thực tế, toàn bộ số tiền đã được đối tượng dùng để trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Ngày hôm nay, mùng 6 tháng 12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã dẫn giải tàu vận chuyển khoảng 100 mét khối cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301, thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình làm nhiệm vụ trên khu vực biển giáp danh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phát hiện tàu mang số hiệu HP4251 có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên do ông Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1973, quê ở Hải Dương, làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Sơn, trên tàu đang chở khoảng hơn 100 mét khối cát nhiễm mặn nhưng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật. Và trước đó vào ngày 5 tháng 12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cũng phát hiện và bắt giữ một tàu chở hơn 80 mét khối cát nhiễm mặn không có hóa đơn chứng từ tại khu vực trên. Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang đối tượng chở hàng cấm từ biên giới về thành phố Rạch Giá để tiêu thụ. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 12, tại ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, tổ công tác đã ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lụa, sinh năm 1985, trú tại thành phố Rạch Giá, cùng phương tiện là xe ô tô tải, vận chuyển hàng cấm từ biên giới về, từ Hà Tiên về thành phố Rạch Giá để tiêu thụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu như thuốc lá điếu, nước uống, hóa mỹ phẩm, đồ ăn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chơi hụi là một hình thức tích góp tiền khá phổ biến tại nhiều địa phương dựa trên thỏa thuận giữa chủ hụi và các hụi viên về mức tiền đóng, thời gian khui và lợi nhuận dư dôi qua các chu kỳ hốt hụi. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì một số đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để tổ chức các dây hụi lợi nhuận cao nhằm chiếm đoạt tài sản và đã khiến cho không ít hụi viên lâm vào tình cảnh trắng tay. Phản ánh sau tại Bạc Liêu sẽ tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định chơi hụi, cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, tìm hiểu thật kỹ để tránh tiền mất tật mang.
Đây là Lâm Thị Tám, người có đến 14 năm làm chủ nhiều dây hụi tại vùng nông thôn xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Khoảng tháng 5 năm 2021, do không thể bù lấp khoản tiền thiếu các hụi viên, Tám đã lấy tên khống tham gia 35 phần hụi để hốt hụi và bán phần hụi khống cho hụi viên khác trong 8 dây hụi mà mình đang làm chủ, qua đó chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lâm Thị Tám để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn đối với cô gái này, vốn là một chủ hụi bị các hụi viên giật tiền, lại trở thành một kẻ lừa đảo đầy tinh vi. Đầu năm 2021, Lê Thị Ngân đứng ra tổ chức nhiều dây hụi, thu hút đông đảo bà con trên địa bàn xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải tham gia. Tuy nhiên, khi bị hụi viên giật tiền hụi, dẫn đến mất cân đối về tài chính, Ngân đã lập ra nhiều dây hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền trên 1 tỷ đồng của hụi viên. Ngân đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày 23 tháng 11 vừa qua. Chị nghĩ mình thời điểm đó mình bằng được. Mình giàu trước mắt đấy, như người ta giật nhiều quá rồi, mình muốn giữ cái uy tín cho mình. Rồi lấy đó lắp vô đi mình bằng, rồi mình lắp vô trả lại. Tại vì thời gian nó quá kéo dài cho mình. Tận mình thời gian mình bằng ra được đồng tiền để mình lắp vô trả lại. Thế em không nghĩ là mình bằng sẽ không được. Rồi con mọi chuyện nó dồn tới đăng lý mình phải tới chính giờ pháp luật như vậy. Với việc mà lợi dụng người dân tin tưởng hoàn toàn vào chủ hụi, không mà tìm hiểu những người tham gia hụi cùng một dây hụi với mình là ai, cũng như không tham gia bỏ hụi và không khi mua hụi cũng không tìm hiểu cái người mà bán hụi cho mình là ai. Từ đó thì chủ hụi mới lợi dụng và thực hiện các cái hành vi như lập hụi ma, hụi khống, mạo danh hụi viên để hốt. Và nhất là bán hụi khống để chiếm đoạt số tiền hiện nay lên đến hàng chục tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận điều tra, xử lý 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi, ước tính thiệt hại tài sản của người dân lên đến hơn 80 tỷ đồng. Chúng tôi khuyến khích hụi viên khi tham gia hụi phải tìm hụi hiểu rõ, hụi chủ hụi là ai, có đảm bảo về độ uy tín hay không, những người tham gia hụi cùng với mình là ai. Và phải tạo ra các cái nhóm liên lạc, nhất là sử dụng mạng xã hội để mà tạo nhóm liên kết các cái hụi viên với nhau để tìm hiểu thông tin về tình hình khui hụi, tình hình bán hụi và tình hình diễn biến của dây hụi. Từ đó có biện pháp kịp thời ngăn chặn chủ hụi thực hiện các hành vi gian dối. Đồng thời thì nếu phát hiện chủ hụi tổ chức từ 2 dây hụi trở lên, mỗi dây hụi có từ 100 triệu đồng trở lên tại một kỳ khui, thì thông báo ngay đến cho chính quyền địa phương, ở đây cụ thể là ủy ban nhân dân cấp xã nơi chủ hụi cư trú, để chính quyền thiết lập các việc quản lý đối với chủ hụi. Những kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ phải chịu sự chế tài nghiêm khắc của luật pháp. Song đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả người dân, bởi thực tế cho thấy rủi ro từ việc chơi hụi là rất cao. Mặt khác, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, trong khi một bộ phận người dân, nhất là ở vùng nông thôn, còn thiếu cập nhật kiến thức về pháp luật, dẫn đến cả tin, mất cảnh giác, dễ rơi vào cạm bẫy lợi nhuận cao. Thiết nghĩ, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần trang bị kiến thức pháp luật, cảnh giác khi tham gia chơi hụi, tránh rơi vào tình cảnh tích cóp cho mình nhưng rơi vào túi người. Thưa quý vị, chỉ trong ngày 5 tháng 12 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 2 vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản. Vụ cháy đã khiến một bé gái 8 tuổi và hai người đàn ông tử vong, mẹ ruột của bé bị bỏng nặng đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Đêm ngày 5 tháng 12, tại một căn nhà khoảng 40m² nằm sâu bên trong hẻm 305/19 đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra cháy. Thời điểm phát hỏa, nhiều người ở gần lấy nước dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Căn nhà chứa vật liệu chủ yếu là bao ni lông, bìa giấy nên ít phút sau lửa bùng lên dữ dội, sức nóng bao trùm khu vực. Lúc cháy, trong nhà có 6 người ở, gồm 2 trẻ nhỏ, 1 cụ già và 3 người đàn ông lớn tuổi. Theo một số người dân, người bên trong phát hiện liền tìm cách thoát ra ngoài. Hai người đàn ông lớn tuổi trong lúc thoát ra thì phần gác sập xuống. Khi dập tắt được đám cháy, cảnh sát phát hiện hai người đàn ông là anh em ruột đã tử vong. Một thi thể ở gần cầu thang và một tại tầng trệt. Nhiều tài sản trong nhà bị lửa thiêu rụi. Trước đó, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 5 tháng 12, một đám cháy cũng xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 165 đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm cháy, bên trong có nhiều người, bao gồm bé gái, mẹ, bà ngoại và một số người thân khác. Hàng xóm nhà kế bên đã dùng xà beng phá cửa để các nạn nhân thoát ra ngoài.
Lúc này, do lửa bùng phát vào các xe máy nên cháy lớn kèm nhiều khói. Bé gái 8 tuổi ngủ trên tầng 2 đã không thoát được ra ngoài, dẫn đến tử vong. Mẹ của bé cũng bị bỏng nặng. Ở trên đó thì nó đã lửa nó lên cao quá, thì mấy đứa kia nó thoát được, còn nhỏ con mình gái đó thì nói với con nó thì chồng cũng lây quay không biết cái gì mà đưa ra thì không được, nó cũng bị rồi con nó cũng bị, tới chừng lửa quá thật chú nó qua chạy qua thì tính leo qua thì đâu có qua được, lửa nó từ dưới nó bọc lên trên, thì nếu mà chú ông cửa nó qua là cũng chết luôn rồi, còn mình mà chỉ cần 5 phút mà nó không đóng cửa là cũng chết hết luôn rồi. Đó là ra là cháy bùm nổ âm. Các vụ cháy đều gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản nếu không được dập tắt kịp thời. Vì vậy, mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy, rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà ở của mình, đảm bảo trong mọi tình huống xảy ra đều xử lý kịp thời. Vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 5 tháng 12, tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, xảy ra vụ sập tường rào khiến một người chết và 3 người bị thương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đoạn tường rào bị đổ dài 31m, cao khoảng 2,1m là bờ tường gạch cũ. Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định sinh năm 1983, trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. 3 người bị thương gồm Thèn Văn Điệp, trú tại huyện Xín Mần, Lù Đình Tân, Trương Văn Trực cùng chú tại huyện Vị Xuyên, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phong tỏa để xác minh và làm rõ nguyên nhân và thiệt hại. Sáng nay ngày 6 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ vừa bắt giữ đối tượng Vũ Viết Hải khi đang trốn tại khu vực phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ. Hải là đối tượng truy nã đặc biệt, là nghi phạm trong vụ cướp tiền táo tợn tại cây xăng xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước xảy ra vào tối ngày 26 tháng 11 năm 2023. Vào lúc 19 giờ 42 phút ngày 26 tháng 11, đối tượng Hải đi xe máy mặc áo mưa đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh. Khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe, lợi dụng sơ hở, Hải sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kề vào cổ ông chủ cây xăng, yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy hơn 15,6 triệu đồng, đối tượng này dồ ga bỏ chạy. Điều đáng chú ý là trong khi đang lẩn trốn vào sáng ngày 5 tháng 12, đối tượng này còn liều lĩnh thực hiện một vụ cướp giật túi sách của một người phụ nữ khi đang lưu thông trên đường Bạch Đằng, thành phố Tam Kỳ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Viết Hải để tiếp tục điều tra xử lý. Tin từ Bộ Công an về công tác bảo hộ công dân và tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước. Cho đến thời điểm này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị và cơ quan liên quan tiếp nhận 780 người về nước qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài trên 6 chuyến bay thuê riêng. Dự kiến là trong tuần này thì sẽ tổ chức thêm một số chuyến bay thuê riêng để đưa số công dân Việt Nam còn mắc kẹt tại Myanmar về nước. Và do số lượng công dân được giải cứu lớn, nhiều thành phần Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ thông tin để đảm bảo công tác hỗ trợ công dân được nhanh nhất. Và đến nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã xác minh và trả lời cấp hộ chiếu cho 1.068 công dân.